À, cho đến hôm nay thì tôi chưa thấy có một cái bạn trẻ nào làm một cái video để ca tụng Để nhất phu nhân Trần Lệ Xuân như là một vị thần thánh, quân sự và chính trị là những cái chuyên ngành rất ít người học và hoạt động trong lĩnh vực đó. Um, hơn nữa theo các nhà nghiên cứu thì để giỏi một cái vấn đề gì đó thì con người ta phải học hành và thực hành ở trong đó ít nhất là 10.000 giờ. Uh, theo cái suy nghĩ truyền thống cách đây vài chục năm đó thì người ta hay thần thánh hóa cái vị trí của người bác sĩ và đôi khi người ta làm lẫn là một người bác sĩ là một người biết tất cả, là một người giỏi tất cả À, thì thời gian theo thời gian thì có lẽ là mọi sự à, nó cũng sẽ thay đổi đi uhm, hơn nữa thì theo cái quy luật của cuộc sống đó tôi thấy rằng là những người làm nhiều thì sẽ có nhiều lỗi những người làm càng nhiều thì sẽ càng có nhiều sai sót còn những người mà không làm gì cả thì đương nhiên là họ cũng sẽ không có lỗi gì cả À, cũng như không có một chính phủ nào mà ra được những chính sách đúng 100% hoặc là hợp lòng dân 100%. À, quy luật của cuộc sống thì đôi khi thì cái đi sau nó sẽ phản biện cái đi trước, nó sẽ cải tiến cái đi trước và nó tốt hơn cái đi trước. À, đương nhiên là trong quy luật cuộc sống thì không có một điều gì là đúng 100% cả, à, bởi vì đôi khi có những cái thì nó được gọi là cãi lùi. Trên màn hình mà các bạn thấy, đó là một bài báo uh, nêu ra những cái quy định mới của pháp luật nhằm bãi bỏ luật gia đình và luật luân lý. Bài báo này được đăng trên báo pháp luật xuất bản vào ngày 30 tháng 12 năm 1963. Cỡ khoảng 2 tháng sau ngày đảo chính à, Hơn 60 năm Thì với rất nhiều tài liệu của phía Mỹ công bố Những phát ngôn của bà Trần Lệ Xuân Không phải là lý do duy nhất Cũng không hẳn là nguyên nhân xuất phát Để các cái vụ Phật giáo xuống đường nó xảy ra Tôi nhớ là sau khi vụ đảo chính xảy ra, thì tạp chí Time có một buổi phỏng vấn bà. Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân và bà có trả lời rằng nếu được chọn lại thì tôi sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Thực sự là trong suốt nền đệ nhị Cộng Hòa thì cũng hiếm có phu nhân nào Uh, giỏi năng động và tháo vát như bà. Uh, hôm nay thì cũng như cái dịp gần đây, quyển Madame Nhu Quyền lực bà rồng được uh, phổ biến trên YouTube cũng như nhiều quyển sách khác xuất bản trước và sau năm 1975 viết về đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân thì vô tình tôi tìm thấy bài báo này và thực sự thì tôi khá ngạc nhiên bởi vì bài báo này đã được đăng ở trên một tờ báo trong nước à, và ngạc nhiên hơn nữa là bài báo này lại được à, đăng trên à, Tờ báo Công an Nhân dân online à, Tờ báo Công an Nhân dân này thì tôi có tìm hiểu ở trên Wikipedia thì à, Tờ báo Công an Nhân dân này thì được quản lý bởi một tổng cục trực thuộc Bộ Công an à, Tôi thấy bài này cũng khá hay cho nên tôi đọc bài này gửi đến quý vị à, Một bài viết phản biện về những cuốn sách mà đã viết về bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân. Bài viết với tiêu đề về cuốn đệ nhất phu nhân của Hoàng Trọng Miên trong mục tư liệu văn hóa trên tờ báo Công an Nhân dân online xuất bản ngày thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022. Xin mời quý vị lắng nghe bài báo này. Nổi tiếng suốt gần 6 thập niên, cúng đệ nhất phu nhân của Hoàng Trọng Miên là một cuốn sách tập hợp những lời đồn vỉa hè vô căn cứ nhằm câu khách thỏa mãn thị hiếu giải trí dễ dãi và phần nào đó theo nhà nghiên cứu đặng tiếng ở Pháp có thể trả đũa nhân vật do bất đồng hay hiềm khích nào đó trong quá khứ đã gọi là tiểu thuyết thì tác giả có quyền hư cấu miễn sự hư cấu không làm tổn hại đến nhân vật trong đời thực nếu họ không làm không nói những điều như trong tiểu thuyết phần khác Hư cấu khác với suy diễn nhưng cả hai đều cần có căn cứ cơ sở xác thực một khi nhân vật trong sách đã là người thực đã tồn tại trong đời dù hư cấu hay suy diễn dù tiểu thuyết hay sách tư liệu không ai được phép gán cho họ những việc họ không làm không được phép bắt họ nói điều mà chỉ tác giả mới có thể nghĩ ra nổi tiếng suốt gần sáu thập niên cuốn đệ nhất phu nhân của hoàng trọng miên là một cuốn sách tập hợp những lời đồn vỉa hè vô căn cứ nhằm câu khách thỏa mãn thị hiếu giải trí dễ dãi và phần nào đó theo nhà nghiên cứu Đặng Tiến tại Pháp, có thể trả đũa nhân vật do bất đồng hay hiềm khích nào đó trong quá khứ. Ông Hoàng Trọng Miên, sinh năm 1918 ở làng Nguyệt Biều, Huế. Đó cũng là quê ngoại bà Trần Lệ Xuân. Nhưng vật chính của cuốn sách sinh năm 1924 tất nhiên những lời đồn được tập hợp thành hệ thống nội dung chi tiết trong cuốn đệ nhất phu nhân có hàm lượng chính xác và độ tin cậy rất thấp cũng giống như nhiều cuốn sách khác của tác giả hoàng trọng miên kể cả sách khảo cứu đều có hàm lượng tri thức độ xác tín tính đúng đắn không cao ngay từ thập niên 1960 tại miền Nam cho đến tận thời điểm hiện tại. Nhiều cuốn sách của Hoàng Trọng Miên ngay sau khi xuất bản đều đã làm dấy lên những tranh cãi, chê bai quanh các mặt tiêu cực và sai trái như đạo văn, bịa đặt, sáng tạo và xuất bản vì động cơ không trong sáng phi học thuật, phi văn nghệ. Cho dù ở cả hai thời, ông đều được coi là một tác giả có tiếng tâm, có vị thế trong làng văn nghệ. Số là sau đảo chánh, ngày 1 tháng 11 năm 1963, lật đổ và giết chết anh em Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm cứ thông tin gì liên quan đến anh em ông ngô đình diệm cũng trở nên cực kỳ thu hút độc giả miền nam vì thế trên mặt báo nhất là các tờ báo đối lập với nhà ngô và các tờ điện ảnh kịch trường mang xu hướng giải trí thông tin liên quan đến anh em ông diệm ông nhu bà lệ xuân và những người liên quan cứ được tung ra loạn cào cào đúng hay sai tốt hay xấu đa phần là xấu độc giả đều háo hức tiếp nhận những chuyện càng xấu xa bại hoại càng được độc giả tò mò chú ý hơn không ít cây bút chuyên viết báo dài kỳ đã cố vẽ vời phóng đại, thậm chí bị đặt để câu độc giả. Quanh việc anh em ông Diệm, ông Nhu đào thoát khỏi dinh Gia Long, trốn xuống nhà thờ Cha Tam ở chợ lớn trước khi đồng ý nộp mình cho phe đảo chính. Người ta đã theo dịch không ít tình tiết ly kỳ và nó lại được coi như thâm cung bí sử trong hơn nửa thế kỷ lúc đó có tin đồn người thiết kế đường hầm bí mật trong dinh gia long là kiến trúc sư võ đức diên ông kiến trúc sư này được đương thời xem là một tài năng từng rất nổi tiếng là người điều hành tạp chí ảnh sáng dội miền nam do một hãng giàu tài trợ tin đồn sau đó còn đi xa hơn, cho rằng ông kiến trúc sư Võ Đức Duyên đã bị Ngô Đình Nhu sai người sát hại, một cách bí mật bằng thuốc độc, để không còn ai biết về bí mật của con đường hầm này. Đến nay, sau gần 60 năm, vẫn không thể xác định được, ai đã tung ra tin kiến trúc sư võ đức diên đã thiết kế đường hầm và bị giết để bịt đầu mối nhưng tất cả các chi tiết lời đồn đó kèm nhiều thông tin bôi bác nhân vật khác đều được tập trung hết vào cuốn đệ nhất phu nhân của tác giả hoàng trọng miên với các bậc thất giả miền nam hoàng trọng miên là một cây bút dậu đổ bìm leo. Ngay trong những ngày vàng son của chế độ Ngô Đình Diệm, Hoàng Trọng Miên đã là tác giả bộ sách dày khảo cứu về văn minh Việt Nam, tựa Việt Nam văn học toàn thư, tập 1 do Quốc Hoa, Sài Gòn xuất bản, năm 1959, tập 2, Văn Hữu, Sài Gòn in năm 1960. Sách vừa xuất bản nó đã được đánh giá cao. Được chính quyền Việt Nam Cộng hòa trao giải thưởng quốc gia về văn hóa năm 1960. Người đọc trầm trồ với một đóng góp lớn cho nền nghiên cứu văn học. Trí thức miền Nam rất quan tâm đến cuốn sách. Nhưng chính vì thế họ đã chỉ ra ngay quyển này hoàng trọng miên đạo văn nếu không nói là thủ nguyên của những kết quả nghiên cứu của học giả nguyễn đổng chi ở ngoài bắc từ các cuốn lược thảo về thần thoại việt nam 1956 và sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam đồng tác giả năm quyển Năm 1958 đến năm 1960. Phát hiện của dư luận là chính xác, đến mức Hoàng Trọng Miên ngay lập tức bị tước giải. Dư luận lại xôn xao phê phán suốt một thời. Chính vì thế, mãi rất lâu sau khi dư luận đã lắng dịu, Hoàng Trọng Miên mới có thể xuất bản. Việt Nam văn học toàn thư 3 tại nhà xuất bản Tiếng Phương Đông, Sài Gòn vào năm 1973. Đó là một minh chứng rõ nét của sự gian lận. Ngay sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, Hoàng Trọng Miên đã viết trên báo hàng ngày một loạt báo dài kỳ kể xấu thậm tệ về đời sống đạo đức của ông bà trần văn chương là bố mẹ bà trần lệ xuân chị ruột của bà trần lệ xuân là trần lệ chi cũng bị ông miên bêu ríu bằng hàng chục kỳ báo mô tả trừng trụi quan hệ luyến ái ngoài luồng cắm sừng chồng là một luật sư danh tiếng đến nỗi bà này không chịu nổi phải tự tử nhưng được cứu hoàng trọng miên còn gán việc bà trần lệ xuân đề xuất hạ viện việt nam cộng hòa luật cấm nạo thai cấm ly dị vân vân là để cứu chị mình đẩy người chồng bị cấm sừng không thể ly dị cô vợ lăng loàn nếu không muốn bị mất sạch tài sản những lời đồn kéo dài hàng chục năm về quan hệ luyến ái với nhiều nhân vật nổi tiếng ở miền Nam với cả đại sứ Mỹ mở ngoặt đơn chấm than đóng ngoặt đơn của bà Trần Lệ Xuân cũng xuất phát từ trí tưởng tượng của Hoàng Trọng Miên mà ra thậm chí cây bút này còn nêu cả chuyện bà Trần Lệ Xuân từng có thái độ ẩm ờ, kheo gợi bất chính với anh chồng. Là tổng thống Ngô Đình Diệm, nên bị tổng thống mắng cho té tác. Trong thực tế, kiến trúc sư Võ Đức Duyên không hề liên quan gì đến việc xây hầm dinh Gia Long. Cả hai dinh độc lập và dinh Gia Long xây mới hay sửa chữa đều là việc gắn với kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Phần cũ của trường Đại học Quốc gia hiện nay ở Kinh Trung, thủ Đức, rồi Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cũng do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ giải khôi nguyên La Mã thiết kế. Ngạc nhiên thay, một cuốn sách như thế sau 1975 lại trở thành cuốn đầu tiên và hàng chục năm sau đó vẫn là duy nhất được tái bản trong cơ chế xuất bản mới không phải một mà nhiều nhà xuất bản đã từng in đi in lại cuốn sách này chỉ vì lý do duy nhất là có người đọc bán được vì kém hiểu biết hay vẫn hiểu nhưng vì lợi nhuận nên nhắm mắt làm ngơ hỏi chấm theo tôi là vì cả hai được biết hiện tại có ít nhất một nhà xuất bản có uy tín đang chuẩn bị tái bản cuốn sách này nếu có đủ hiểu biết và tự trọng tôi cho rằng nhà xuất bản nói trên nên bỏ ngay kế hoạch xuất bản đáng coi thường này cục xuất bản cũng cần xem xét minh bạch với những nội dung trong cuốn Đệ nhất phu nhân của Hoàng Trọng Miên nên loại nó ra khỏi danh sách cấp giấy phép. Tác giả Nguyễn Hồng Lam Báo Công an Nhân dân Online Mục Tư liệu Văn hóa Xuất bản ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022